Xin chào cô chú chị. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình một lô đất nằm trong khu VIP Land, khu đường âm nha chú chị. Nó bằng với căn nhà này nè. Đây là xung quanh ha. Nói chung là cũng có dân ở nhưng mà chưa đông nè. Cái lô đất của mình thì nó chưa có sổ hồng. Mình mua bán là sẽ mua bán bằng cái hình thức là sang nhượng cái hợp đồng mua bán giữa khách hàng với lại bên phía tổng công ty Cát Tường. Thì bây giờ là anh chủ này có một cái hợp đồng mua bán với công ty, khi mà cô chú anh chị mình mua lại thì mình sẽ lên tổng công ty ở đường Nguyễn Văn Trỗi của Phú Nhuận, Phố Hồ Chí Minh mình đó. Thì lên đó thì hai bên sẽ đưa cái hợp đồng hiện tại của anh chủ với lại công ty Cát Tường cho bên phía công ty Cát Tường, thì bên công ty Cát Tường sẽ hủy bỏ cái hợp đồng đó và làm lại một cái hợp đồng mới hoàn toàn tên của chú anh chị khách hàng đến sau ha. Rồi cái đó thì để chi tiết hơn thì cứ liên hệ với Nhân, Nhân sẽ tư vấn rõ hơn cho mình nha. Lô đất này với cái diện tích là ngang 5, dài vô là 13.5, tổng trong sổ của mình nó là 67,24 m², ngang 5 dài 13.5 ha. Nó bằng với căn nhà hiện tại nè. Ngang 5 thì rất là sướng, mình thiết kế nhà cũng như là mình xây nhà này kia đó, mình làm sao cũng rộng hết á, thiết kế nó dễ nữa. Nhưng mà 515 này thì mình làm tầm một cái gác lửng thôi là rất là sướng rồi. Ví dụ ở dưới mình là một cái phòng ngủ, ở trên làm thêm một cái phòng ngủ là phòng thờ. Còn nếu không nữa thì ở dưới bỏ trống hết cho nó rộng, ở trên làm hai phòng ngủ ở trên là tuyệt vời luôn. Ở dưới là sẽ phòng khách, bếp với lại một cái sân 2 m để xe máy ha, là cực kỳ rộng luôn cô chú chị. Ở trên mình làm hai phòng ngủ. Đất này thì cũng khá là cao ráo rồi, sạch sẽ, không cống không cột. Ở trước nhà mình thì có một cái cột trụ đèn, đèn đường ha. Buổi tối thì bên phía chủ tư sẽ mở lên cho mình rất là sáng căn nhà. Ở đó thì cái mặt này là nó được 4 lô, lô ngoài kia là lô gốc nè. Tiếp theo một cái lô của một cái căn nhà, tiếp theo lô mình. Và trong cuối cùng này vẫn còn một lô. Ở đây còn một lô nữa. Thì một lô này nó tới đây thôi. Ở trong thì cái phần đất là đất dư, đất dư của phía công ty. Thì ví dụ như ai mà sở hữu lô này mà xây nhà lên thì được sở hữu cái phần bên đây là mình trồng rau, trồng cây kiển, cây cảnh bên kia đó. Lô của mình thì đất nó cũng khá là cao ráo rồi, xây nhà về xây liền là không cần phải tốn tiền sang lắp này kia đâu. Phía sau lưng mình thì người ta đang xây cái nhà ép cọc, cái dàn móng này kinh khủng nha. Cái nhà này theo Nhân biết nó diện tích là nó ngang 4, dài 20-21 gì đó. Đó mà nguyên một cái dàn móng này là ít nhất là phải tầm chạch 2 lòng 2 lòng 1 tum. Cái dàn móng rất là kinh khủng. Ở trong đây thì nó là cuối đường, nó đường cùng luôn nha. Ngoài đây thì nó thông thông nhau hết, nhưng mà trên đây là đường cùng. Thì cô chú chị là mình thích cái kiểu mà nó yên tĩnh, nó riêng tư, nó không có đụng chạm với ai, không ai đụng chạm mình. Thì vị trí này nó tuyệt vời. Còn ví dụ mình sợ này kia là buồn hạt vắng này kia đó thì suy nghĩ lại. Nhưng mà ở đây nó vẫn là trong một cái khu dân cư, thì dân cư người ta cũng rải rác và chia đều đó hết. Nó do ở trong đây là nó chưa có sổ cho nên là người ta ít xây nhà đó, xây nhà gì ít ha. Còn cái khu có sổ ngoài kia thì nhà cũng khá là đông rồi. Nói chung là tiền nào cũng nấy. Thì cái lô này là đang bán với cái giá là nó chỉ có 800 triệu thôi đúng chị. 800 triệu một cái diện tích khá là hợp lý để mình xây nhà. Ví dụ như cái lô này mà trong khu dân cư Cát Tường Bổ Sinh của mình á, ở Đức Hòa Long An của mình á, thì 5 x 13 mà có sổ bây giờ nó cũng phải rơi vào tầm khoảng tỷ 250 trở lên. Còn cái này mình chưa có sổ thì nó chỉ có 800 triệu thôi. Nó rẻ hơn tầm khoảng 500. Nhưng mà ví dụ như cái lô này thì về cái vấn đề sổ thì nói chung là không có hứa hoặc là không có biết hoặc là không có chắc gì hết. Nhưng quan trọng trước mắt là mình chỉ biết là mua bán là sang nhượng hợp đồng thôi. Còn sổ khi nào có thì cái này thì bên chủ đầu tư này kia đó họ cũng chưa có một cái thông báo gì gọi là chính thức. Cho nên mình mua thì bây giờ mình chỉ biết hiện tại bây giờ thôi. Còn ví dụ nếu mà có sổ thì ngon. Công ty nó cũng hẹn cuối năm nhưng mà đã trễ mấy lần rồi thì Nhân không biết có hay không. Thì cái đó thì mình giải quyết sau. Còn ví dụ ai mà chấp nhận mà thấy rẻ, thấy ok, thấy được thì cứ suy nghĩ lâu này, cứ chạy xuống mình xem vị trí đầu này kia mà ok ngon lành đó thì mình mua thôi. Còn nếu mà cuối năm nó ra sổ được hoặc là năm sau nó ra sổ được thì cầm chắc trong tay khoảng lời khoảng vài 300 đó. Còn ví dụ nó không có thì nó theo thị trường này, nếu thị trường sốt thì nó sẽ lên, còn thị trường mà không sốt thì
cái giá nó cũng sẽ nằm ở cái ngưỡng này, chứ nó không lên được nữa nha. Cái đó thì Nhân chia sẻ với cô chú chị mình, nó từ đầu như vậy đi, rồi sau này mình mua bán gì nó dễ hơn. Ở trong cùng này là một cái dãy nhà lắp nhà G1 của bên phía chủ tư, mình cắt tường xây dựng và bán cho người dân. Hiện tại đã bán hết rồi và dân ở cũng khá là đông rồi. Nhưng mà cái đó thì nó view qua cái mặt trước. Còn cái lô của mình thì nó nằm ở trong đây. Và cái hướng của lô đất này là nó hướng Tây nha chú chị. Cho nên là mình thuộc cung mạng là Tây Tứ Trạch, bao gồm những cái hướng như là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc là sẽ hợp được với Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch nha. Đang ở đây thì nhà nè. Đó, nói chung là ai mà ưng diện tích ngang năm, rộng rãi, thoải mái, xây nhà vô tư, rồi cái giá mà tầm dưới 1 tỷ thì cứ tìm hiểu, cứ tham khảo. Ví dụ ai đã biết cái khu này rồi thì cứ trực tiếp xuống xem, được thì gọi cho Nhân, còn không được thì mình cứ đi về thôi. Nó còn ai chưa biết cái khu này cũng như chưa biết vị trí thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân, thì Nhân sẽ hướng dẫn cho con chú chị mình xuống đây để mình vào, mình tham quan trực tế, mình thấy được thì mình mua, không được thì thôi ha. Đây, mình đây. Nhà đang xây ở đây, mặc dù mình chưa có sổ đây nhưng mà xây nhà này kia là vô tư này, ta ở rồi, ở rất là nhiều năm rồi ở đây đó. Mặc dù là chưa có sổ nhưng mà xây dựng rồi kia là ngon lành, bao xây dựng cho mình, chỉ có cái chờ sổ thôi. Dù không có sổ thì quen hàng cũng được, nó thẳng là quen hàng cũng được nha. Còn ví dụ như về cái vấn đề xây dựng này kia thì Nhân bao hết cho chú chị mình đó. Còn ví dụ mình xây dựng thì cứ liên hệ Nhân luôn, Nhân là công ty xây dựng Thường Nhân ha. Nhân tính sơ sơ thôi, ví dụ như giống như cái căn này, cái căn này ngang bằng của mình là ngang 513.5, người ta xây dựng là như cái này là một trệt một lầu đó, trệt một lầu thì mái tôn đó. Như cái căn này bây giờ nếu mình xây thì nó rơi vào, nhân tính sơ sơ thôi, nên nó rơi vào tầm khoảng chừng 800, phải mấy 800 gì đó. Nhưng ví dụ như khi mà mình xây, mình hai bên ngồi trực tiếp với nhau, đi vào chi tiết, mình sử dụng vật tư, vật liệu gì đó thì nó sẽ có từng cái bảng giá chi tiết cho chú chị mình. Rồi thì ví dụ như nó tầm khoảng, mình tính cho 800 đi, 800 với lại vô đất 800 đến 1 tỷ 6, đó là có một cái căn nhà rộng rãi, thoải mái, vô tư ở. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau nhé. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video tiếp theo. Ưng lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân. Nhân xin chào và hẹn gặp lại.